Ông còn làm gì không? Mẹ mới đi dập cái kiến, để cái kiến đi dập ngón chân cái hồn cá. Là gì vậy Út? Sao con biết là muối? Ơn con nhiều nha. Tới giờ quậy rồi phải không? Mấy anh chị đi học rồi, đi học buổi sáng rồi chiều về với con nha. Con sáng con ở nhà với ba con ngoan nha. Rồi sáng mẹ đi làm luôn nha Út. Nhà con đừng nhõng nhẽo với ba nghe con. Đừng có đòi lên cổ ba nghe không? Ba mệt thấy không? Hứa là nhớ nha. Con đâu hứa mà con đâu cảm đâu. Nhớ nha. Mất bút đi của mẹ người con. Nhắm mắt mẹ dạy con cùng ta mẹ. Mẹ có thể coi vô cứu con. Hay nhớ. Rồi mốt tới sinh nhật của mẹ rồi con làm cho mẹ bất ngờ hả? Mẹ dạ. Nhắm mắt rồi con nắm tay mẹ vô trong giường của con coi giường của con hả? Dạ. Hay nhỏ con gì? Hay nhỏ con ở trong giường á. Vì ba đóng cửa dậy cho con ngủ gì chắc tiền dậy. Vì mở cửa dậy gì chắc mở tiền dậy. Mở cửa ra. Mở rồi cửa mở đèn đi. Lên hả? Dạ. Hay nhỏ con trái đất gì con nói con đóng gì con nói sao nói vậy, lạnh hay là gì hay nóng hay là sao? Trái đất chào nha mà sao tao có gì đâu đau chào đây mà nó hơi nóng thôi thì mình lắc 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 cái tay mình á. Con đá ở đây nè. Hay nhỏ. Giờ con cao rồi. Bây giờ con cao rồi hả? Dạ. Cao bao nhiêu rồi? Em cao giống nhỏ em trăm. Em trăm nhỏ con bự. Con lớn hả? Dạ. Rồi cái chân mẹ hết chưa? Dạ, rồi. Thì không à? Dạ chị. Sao con biết? Yeah.